Đá đen này giá bao nhiêu? Tính mắt đó, hàng cực phẩm chỉ 1,2 triệu, cái này nặng bao nhiêu cân ông chủ? Nặng 12 cân đó, có nghĩa là 10 vạn tệ một cân phải không? Đá băng chủ, 10 vạn một cân không đắt đâu, cái này chỉ có thể nhìn thấy một lớp sương mù vàng, biểu hiện không nhiều đâu. Băng ở đâu ra? Bạn nói cho tôi biết. Ôi đại ca xem chưa kỹ rồi, ở đây có tinh thể băng, bạn soi đèn xem nhé. Không chú ý, bên này có một vết bể, đầu nước đủ dài. Xem hiệu suất thông đèn này cũng không đến được băng. Tôi thấy 1,2 vạn vừa rồi, cũng tương đương 1.000 tệ một cân. Bạn nói sảng cái gì vậy? Một cái ngọc bài ở đây đã có giá hàng vạn tệ rồi. Nghĩ sao mà cả viên này có 1,2 vạn? Trả giá cho đàng hoàng đừng phán bừa nhé đại ca. Bạn phải biết rằng đây là đá đen mau ăn ghi. Chỉ riêng biểu hiện này không thể chứng minh rằng nó không bị hỏng. Nếu như bị biến thể, 120 tệ cũng không đáng. Khóc ra ở mỏ nổi tiếng sẽ không bị biến thể đâu đại ca. 1,5 vạn chốt chưa, rủi ro tôi chịu. Bạn không hiểu hàng, không nói nữa. Dù có nói hay không thì cũng phải làm ăn cho đàng hoàng. Bạn đòi 1,2 triệu cho cái này, không sợ mắc nghẹn có phải không? Bạn cũng đâu có vừa, trả xuống hẳn 100 lần. Bạn nói giá thật, tôi sẽ cho bạn giá tốt. Vậy 12 vạn tệ chốt không? Bạn như vậy từ đầu có phải chúng ta đã vui vẻ không? 3 vạn tệ, thôi chốt bạn 8 vạn. 3,5 vạn thanh toán luôn. Không nói nữa, cho bạn 6 vạn. 3,8 vạn hết tiền rồi. Ôi trời à, chốt. Ok, vậy chốt. Cứ vậy đi có phải nhanh không? Kết bạn nhé, cho cái mã chuyển tiền. Hằng đến, tiểu mập giúp tôi cắt một đao. Hôm nay, một đồng đội khác muốn cắt đá đen tìm đến tôi. Anh ta nói với tôi, muốn cắt một viên đá đen có biểu hiện và vỏ ra phải thật ra. Cũng thường xuyên xem video của tôi cắt đá đen. Biến số rất lớn, rất thú vị. Điều này rất đúng, rất hồi hộp. Hy vọng có bất ngờ. Tập trung vào cảm giác, một người bạn rất khí chất. Chúng ta chúc hắn một đao cắt ra bất ngờ đi. Được rồi, bắt đầu, khai máy. Tăng mạnh, phát tài, may mắn. Được rồi, mở ra đi tiểu mập. Wow, thật là bất ngờ. Còn có hoa màu xanh nữa. Đây là một chút bất ngờ tặng kèm. Nhìn xem tất cả đều ở đây. Có màu nền khi chiều sáng không? Điểm nhấn này. Thiên ngọc ở đây thật tinh tế. Nhìn chung, mảnh vật liệu này rõ ràng đã tăng giá trị rất lớn sau khi cắt. Xem kích thước này có thể sản xuất rất nhiều hàng. Và còn có những phước lành đầy màu sắc này, có thể tăng thêm nhiều giá trị cho thành phẩm. Chúng tôi hỏi người bạn muốn làm gì. Lấy xuống xử lý hàng hóa đi nào.